kèm thắng về nhà. Thôi chú vất về nhà chú. Ao nhà mày làm sao ở giữa dòng muống? Kín hết rồi. Nhưng mà cái ao có gì đâu. Ủa? Ao này nước mới là sạch này. Bé ao nhà cháu đấy ruộng bé phải 1 cân 1 con. Nhưng mà được cái là đấy vừa rồi nước là ngập với mặt đập rồi nhỉ. Ngập nhưng mà tỉnh đoàn như ông Thứa là phải đầu tư bao thóc ngâm. Ngâm gì? Trước nó có cái đường vào nhưng mà cơ múc, cơ ăn múc đất thân làm vườn đi đấy. Làm gì còn đường nào nữa. Không, cá ao nhiều cầu vẫn nhiều lắm chú ạ. Nó chưa sang đâu. Cứ có nước mà có cá. Vừa rồi nước gần tràn đường. Đợt vừa rồi nó lên cao như thế là em khẳng định là có cá lên đấy, tại vì cái lạch ở ấy cái lỗ chảy mà. Vẫn lên nhưng mà cơ bản là cái ao nhà chung thì nó bé. Dính rồi chưa? Nhảy xuống gỡ. Là mày giải tao sợ lưới nó tạt hết rồi chứ bỏ. Ủa, con kia to thật đấy. To gì tao sợ bà. Trắng tinh cái dọn gì? Không. Quay cứ gì đấy. Ôi cứ quay cảnh là được, cái bố nó quay đâu thì quay. Quay cầm ấy cân vào đừng rung thế vào nó không xem được. Đừng quay đứng máy là được, quay ngang máy được. Mày tí mày phải cho một đường ở giữa ao này. Bắt bọn cá chúa. Đừng có bắt được răng để bạn chúa bạn làm đi đâu nhiều vàng nữa. Mà liền sắc phết đi. Đã đất trắng này, cứng này.